Này, chào mọi người nhé. Hôm nay em giới thiệu một bộ dành cho thợ cơ chuyên nghiệp. Thì bộ này gồm những sản phẩm như sau: một đôi giày chả mẫu không inox này, một đai bán thân có sử dụng móc cho máy cưa, dây cho máy cưa, một dây lõi cáp, lõi cáp là lõi cáp inox nhé. Phần bên trong là lõi cáp 8 mini có bọc dù bên ngoài, một cuộn dây 30m có khóa hãm, đu dây đơn và dây đôi, khóa này chuyên đu nhé. Thì bộ này khá đầy đủ cho thợ cưa rồi. Thì bộ này các anh có thể trèo ở những cây cao, to, đi ra cành nhánh được. Cái dây đu này thì các anh, những cây mà ở trên dây điện hoặc trên mái ấy, những vị trí khó đấy, thì cái dây đu nó hỗ trợ khá nhiều để các anh đi ra ngoài nhé. Đây, mẫu này full inox, có máy sẵn một đầu, cuộn dây 30m. Thì ví dụ các anh làm những cây to, cao ấy, thì các anh có thể chuyển từ cuộn 30m thành cuộn 50m được. Mẫu không inox, mẫu mới nhé, mũ đinh đúc, dạng bắt ốc thay thế nhanh, dạng module nữa, thay thế toàn bộ những chi tiết trên này thay thế nhanh. Đai bán thân, phần đệm lưng lớn, đệm đùi lớn, chung là đáp ứng các yêu cầu của anh. Phần trước bụng là sử dụng kết nối giải đu từ đùi nõn sang đùi kia, giải dây 14 nhé. Cái này có phần lỗ chờ đây, các anh thể móc dây phụ ở đây hoặc là móc thêm, làm thêm một dây đu nữa. Tải liên kết của cái đai này là chịu lực lớn nhé. Phần móc cho máy cưa này, khi các anh nằm ngang nó chống rơi luôn. Đây cụ thể bộ